Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Tống Gia Vĩ. Tống Gia Vĩ tên thật là Trần Lương Bảo, sinh vào ngày 10 tháng 4 năm 1982. Tống Gia Vĩ quê tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Anh là nam ca sĩ Việt Nam đang hát theo dòng nhạc trẻ. Sau khi đã phát hành album Von 2, Tống Gia Vĩ đã đón nhận qua các ca khúc do anh tự sáng tác, đặc biệt là trong đó có bài hát Không Bao Giờ Bó Tay 1-2. Cũng chính vì điều đó đã là động lực cho Tống Gia Vĩ tiếp tục phát hành album Von 3, Anh Là Người Trung Tình. Hiện nay cũng có rất nhiều ca khúc của anh đã được khán giả yêu thích như Nếu Có Yêu Tôi, Cuộc Tình Buồn, Anh Là Người Trung Tình, Không Bao Giờ Bó Tay. Nhưng mà với ca khúc Không Bao Giờ Bó Tay 2 cũng đã đưa Tống Gia Vĩ đến gần với khán giả hơn. Các album Tống Gia Vĩ đã phát hành Điều Ước Cho Ngày Mai vào năm 2007, Không Bao Giờ Bó Tay năm 2008, Anh Là Người Trung Tình năm 2009. Tống Gia Vĩ không nhận mình đồng tính. Tống Gia Vĩ tốt nghiệp trường đại học sư phạm kỹ thuật. Thế nhưng mà Tống Gia Vĩ lại theo đuổi về nghề ca hát mà mình đã yêu thích từ phong trào văn nghệ sinh viên khi đang còn ngồi trong giảng đường. Ngày 7 tháng 12, anh chàng cũng sẽ trình làng một album phim ca nhạc cũng khá hoành tráng. Số tiền đã dành dụm được từ ca hát, anh cũng đã đầu tư vào Von 3 cùng với mong muốn được các khán giả biết đến Tống Gia Vĩ được nhiều hơn. Nghe nói sự nghiệp phát hành album của anh rất gian nan. Đã thực hiện được hai album Von 1 và Von 2. Nếu như với Von 1 đã bị chết ngay từ khi mới trình làng thì Von 2 lại thành công hơn chút ít, được rất nhiều tin biết đến hơn. Trong đó có bài Không Bó Tay 2 do chính tôi sáng tác đã cứu nguy cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy anh thật dũng cảm khi đã tự sáng tác nhạc và đã hát nhạc của mình. Anh cũng có thể chia sẻ vì sao không? Có lẽ là vì tôi là người kén bài hát, cho nên tôi đã tự sáng tác để hát. Những ca từ và tâm trạng ở trong bài hát đó là của chính mình, cũng không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Hình như Gia Vĩ lại hát nhạc Tin. Có người đã cho rằng những bài hát của Tin ngày nay hình như cũng không được hay lắm, không sâu sắc và cũng không tồn tại với năm tháng. Vâng, đối với những thể loại nhạc ấy thì người ta gọi là nhạc thị trường, bởi vì có cầu cho nên mới có cung. Cũng rất có nhiều bài hát hay đấy chứ, nhưng mà đa phần các nhạc sĩ thường sáng tác theo thị yếu, cho nên chất lượng cũng chưa được đầu tư cho lắm. Tôi cũng đã hát nhạc Tin, nhưng mà đó là những tâm trạng từ bản thân mình chứ cũng không vay mượn mà sao rỗng. Nhiều người lại rất khó chịu khi nghe các ca khúc dành cho tuổi Tin. Thế nhưng mà các ca sĩ vẫn còn hào hứng hát. Anh có muốn thanh minh gì không? Có lẽ đúng, chẳng hạn như là những bài hát thì thường trách móc nhau, cũng không cần tình yêu và đau khổ quá thái. Đâu cần phải thế nên mới nói cho người khác biết rằng tôi rất đau khổ vì yêu và hay trách nhau. Tôi cũng luôn tôn trọng phụ nữ, cho nên hầu như những bài hát của tôi lại thường tự trách mình hơn, đó là trách phụ nữ. Gia đình đã nghĩ như thế nào về công việc ca hát của Gia Vĩ? Ban đầu chẳng có ai tán thành. Anh học xong đại học, tôi vẫn sẽ quyết tâm đối với đam mê ca hát. Sau đó thì mọi người cũng chẳng ai cấm cản nữa. Nhưng để cho tôi tự ngụm lặn ở trong đại dương bao la ấy, thế giới ca hát lại có hàng trăm ngàn điều khó khăn. Và đứng vững được thì bạn phải là người chịu được những cơn bão biển. Tôi thích phụ nữ thì làm sao mà đồng tính được? Nhiều người ở trong giới giải trí hiện đang đi theo xu hướng đồng tính. Họ như là những dòng chảy đã bị cuốn đi. Anh thì sao? Và có tin đồn anh cũng bị đồng tính. Xin được không có ý kiến gì về vấn đề này. Và tôi không có đồng tính. Chắc chắn là không. Bởi vì tôi theo nghề ca hát chỉ là vì đam mê, chứ cũng không phải ngoài một mục đích nào khác. Ngay từ nhỏ, bố mẹ cũng đã uốn nắn rất khoa học cho Vĩ về quan điểm và thái độ sống đúng đắn. Tóm lại, tôi chỉ thích phụ nữ. Làm người nổi tiếng với ai đó là một niềm hãnh diện, còn với Gia Vĩ thì sao? Vâng, đã được nổi tiếng thì còn gì bằng. Nhưng mà khi bạn nổi tiếng thì sẽ kéo theo ba rắc rối, cũng có khi lại mất tự do hơn lúc không ai biết tới bạn. Được nổi tiếng đó là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng mà bạn sẽ làm gì khi mà được nổi tiếng? Bạn sẽ ứng xử ra sao đối với những người yêu thích bạn? Đó chính là điều làm tốt khi bạn sẽ trở thành sao. Anh có gặp khó khăn nào trong con đường ca hát của mình hay không?
công nhận là một ca sĩ có thu nhập cao nhưng mà rất vất vả, bởi vì phải chạy show liên tục, với lại đâu phải là muốn hát sao là hát, mà cũng phải đầu tư vào lời, vào cách biểu diễn sao cho lúc nào cũng mới trước khán giả. Khán giả cũng sẽ luôn là một nhà phê bình nghiêm khắc, họ cũng không thích sự cũ kỹ, sao chép và lặp lại mà lúc nào cũng phải có sự mới, chưa bao giờ mới hơn thế. Nói chung, mỗi nghề là một vất vả và có khó khăn riêng, vào nghề thì mới hiểu được nghề. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.